Đây là cái lưới đã lấy xong cá đấy anh nhỉ? Vâng. Hôm nay có được nhiều cá không? Nay lưới rồi. Hả? Nay không có gì cả. Không có gì à? Anh đi từ bao lâu mà không có gì? Lúc 4 giờ sáng mà không có gì cả. Cá bé quá nhỉ? Cái này không ăn được đâu. Không ăn được à? Cái này chỉ có gan với gà thôi bác ạ. À. Chỉ gan với gà ăn thôi hả? Vâng. Có vẻ càng ngày càng ít đi nhỉ? Kiệt đi. Đây chắc là một gia đình hả? Đây là cháu con cháu, của anh cháu. Chị à? Cháu. À cháu con chị. À. Tôi nghĩ là ngày mai khi lại được. Những ngày được ngày không cũng nên nhỉ? Không biết được à? Không biết được. Từ mưa. Thuộc từ biển. Hôm qua cũng đang được chậu vàng, hôm nay lỗ tháng cháu. Thế à? Mỗi một chuyến đi này anh mất khoảng bao nhiêu tiền dầu? 50.000 tiền dầu. 3-40 tiền dầu. Nếu mình bán cá được khoảng 100 là mình cũng được lãi đúng không? Nhưng mà không phải lãi vậy, nhưng mà cái khấu hao lớn. Nhưng mà không có khấu hao lớn. Khấu hao là khấu hao lớn à? Cái lưới này có đắt không? Mình treo 100 rồi. Dạ gọi là lưới không. Lưới không. Còn cái lưới này thì làm một châu mới nguyên là đang 800.000. 800.000. Là làm nguyên chính là đi được. Dạ. Cái này cũng phải đến mấy trăm mét đấy nhỉ? Nó được gần nghìn mét. Cái này là nó đây cái của nó như thế này đấy đúng không? Vâng. À còn đây là nó bắt đầu. Đóng vào là dính luôn. À cái này. Một cái bộ lưới như này anh đi được bao lâu thì nó hỏng? À đấy nó dính đấy hả? Vâng. Ồ, con bé quá nhỉ? Được khoảng nửa tháng luôn. Nửa tháng là phải mất rồi. Con đấy con gì đấy? Con cá thì cá nhậu. Cá nhậu, cá gọi là cá dĩa câu. Nó là dĩa câu. Dĩa câu. Thế là mình sẽ bán luôn. Không, cá này chỉ cho gà thôi. Gà ăn thôi hả? Cái một cái bộ lưới này anh đi được khoảng bao nhiêu tháng thì nó hỏng mất? Nửa tháng. Cả bộ đây thì mất. Cái đây là mình để lại. À cái này là cái phao đây đúng không? Phao thì giữ lại. Mất cái này đi thôi này. Thế mỗi một lần anh đi ra xa cách đây khoảng bao nhiêu hải lý, bao nhiêu km? Ba bốn cây thôi là đã được rồi. Đi xa nữa thì có được không? Dạ, nó càng xa càng được cái gì đâu. À, càng xa thì càng được nhiều cá hơn. Không, không bao giờ nhiều cá mà. Đi lúc chỗ nào không được mà. Mấy sao chạy hết. Chứ mình mà người ta có quy định mình thì được chỉ đi đến bao nhiêu km? Đi thoải mái. Không sợ ra vào cái vùng biển của người khác? Không, mình biết mà vào cái tàu tô thôi, tàu gì kia là biết ra vùng biển có vào Trung Quốc à. Là ra 108 ấy nè. Còn đây là mình đã chơi làm sao mà ra đấy được. Không ra đấy được. Cũng nhỏ. Chạy ở đây không hàng thì đang cần mình lấy đít dầu thì làm sao chạy được. Vâng. Với lại máy to chứ. Máy to mới đi được nhỉ? Cái máy như của anh nhỏ này. Máy này. Cái này thì là mình ăn ở trên này cũng khó đúng không? Đó. Ăn ở trên này thì cũng khó, chỉ có đi sáng đi tối về đấy đúng không? À sáng đi chiều trưa về thôi. Sáng đi trưa về thì cái thuyền này mới chịu được nhỉ? Đi vậy thôi chứ. Xa lắm làm gì vậy? Ok, cái thuyền của anh không thấy có cắm cờ nhỉ? Các thuyền khác cắm mấy cờ luôn. Có cờ hả? Cờ để báo hiệu cho người khác biết là của mình đúng không? Vâng, thế là gọi là mình cứ gọi là lóng đấy. Vâng. Vâng, để cứu nhau. Anh có ra ngoài biển anh có gọi điện thoại được không? Có. Vẫn gọi được cái gì? Thế điện thoại của anh có sợ bị nước biển nó vào không? Có chứ. Nhưng mình có cái loại đặc biệt không? Đấy. Đâu xem nào? Bỏ vào đây, đúng rồi. Thì nó sẽ không bị nước đúng không? Ở đây vứt xuống bể cũng không được gì cả. Ok, good. Rất tốt, ý tưởng. Mà từ bây giờ nó trôi đi rồi, chỉ mất thôi. Vẫn là bắt cá vậy thôi mà, ra được, vẫn đang dùng được. Trong này có điện thoại, có một cái điện thoại thôi à? Vâng, một điện thoại, một đèn pin. Một điện thoại với một cái sạc pin hả? Đâu, đèn pin. À, đèn pin, một cái điện thoại. Đánh lưới là thế mình phải có cái để mà mình... Gọi là mình soi đấy. Mình soi đấy hả?
đây máy móc các thứ này. Cái tàu này có anh đi được lâu chưa mà trông nó có vẻ cũ nhỉ? Đâu, mới cả thua hơn 5 rồi. Cái này là nhìn về là ngon đấy bác ạ. Thế là ngon đấy hả? Vâng. Vâng. À, có nhiều cái còn cũ hơn hả? Là mới đấy. Cái tàu này khoảng bao nhiêu tiền bây giờ, giá trị khoảng bao nhiêu tiền? Cũng là 16 triệu. 16 triệu. 16 triệu mà anh đi được khoảng bao nhiêu năm thì là hoàn vốn được? 7 năm. 7 năm thì hoàn vốn được. Không, 7 năm là mới hư. Còn nếu mà đi 7 năm mới hư hả? Còn đi à, đây này. Ngoài thôi, còn đi được nhiều hay thấy thôi. À, tôi chụp mấy con cá này được ấy nhỉ? Vâng, anh chụp thoải mái nhá. Vâng. Rồi, cảm ơn anh chị. Vâng. Ôi còn nhiều lắm nhỉ. Vâng. Ôi còn nhiều cá lắm nhưng mà không có cá to nhỉ. Cá to. Ở đây đối với cái tàu mà. Ừ. Ở chơi nào. Các cái thuyền khác cũng đang làm giống anh chị nhỉ. Vâng. À, giống nhau, xong rồi chiều là mình lại nghỉ ngơi, xong tối lại sáng sớm đi. Vâng. Mấy giờ sáng thì anh đi? 4 giờ. 4 giờ sáng đi và khoảng mấy giờ thì anh về đến đây? Nay em vào đây là 7 rưỡi đấy. 7 rưỡi sáng thì về đến đây. Xong là bà xã ra đón. Dạ đón rồi đấy, lên cái gỡ. Xong rồi gỡ, xong đem đi bán. Vâng, bữa nào như vậy? Ngày nào cũng thế. Vâng. À, có cả một tháng có ngày nào nghỉ không? À, động gió phải nghỉ chứ. Tức là động biển thì mới nghỉ. Biển là nghỉ. Có mùa nào mà nghỉ không? Mùa nào nghỉ hoàn toàn không? Không, không. Cứ làm liên tục thôi. Làm liên tục. À. Chỉ trừ bão gió hoặc là trừ bão gió thôi đúng không? Gió tự nhiên là đấy thôi, còn phải nghỉ thôi, còn lưới này vẫn đi được cấp 2, cấp 3 mà. À. Đối tôi nhớ này, nhưng mà vẫn đi được này. Tôi nhớ là khi cái FLC họ lấy cái khu vực kia họ mới đưa tất cả chúng ta về đây đúng không? Vâng. À. Chứ còn trước là tản mạn hết đúng không? Tức là mãi trên kia. Mãi hết cả khu vực biển này đúng không? Vâng. Bây giờ thì họ quy về đây khoảng 300 mét hả? Vâng, cũng 300 mét. Tôi nhớ là 300 mét đúng không? Ừ. Trên báo chí đưa là 300 mét. 300 mét. À, bây giờ được 300 mét là vâng. Mình cứ ở đây thôi. Vâng. Tốt quá nhỉ. Thế anh có thấy tốt không? Không tốt. Tại sao? Hẹp quá. Hả? Nó hẹp rồi. Nó hẹp quá, chỗ để quá. Nhưng mà mọi người này vui chứ nhỉ? Vui có vui nhưng mà nó hẹp rồi đấy lắm. Thế trước đây, trước khi họ lấy thì anh ở phía đằng trên kia ạ? Tôi đoán thế. Không. Nằm ở đây nhưng mà đoàn đây là trước là đang chung nhau đây nhưng mà đoàn đây là từ trên kia bắt xuống thôi. À, cái đoạn trên kia thì xuống thế này. Vâng. Đâm nó chật hơn đúng không? Vâng. Còn FLC họ lấy phía đằng trên kia đúng không? Chỗ đây là trước là chỗ bọn em để cắm hả? À. Nhưng họ quy hoạch lại như thế cũng được chứ nhỉ? Không được lắm à? Thì nó chật chỗ lắm, mới vậy lúc đưa thuyền xuống để đi đấy. Chật lắm. Cái chỗ đi đưa lên đi xuống nó chật đúng không? Không thích lắm. Va nhau hả? Hết để bể rồi. Đây ở bên này có mấy bác này cũng quen biết cùng bạn bè với anh luôn đúng không? Vâng, cũng biết nhau đấy. Cùng một đội luôn, mình có theo thằng đội không? Có chứ. Cứ buổi sáng đi là dợ đi cùng với nhau có gì? Vâng. Để bảo vệ nhau luôn. Đấy với nhau là không về thì do từng lúc thôi. À. Lúc đấy là đấy với nhau luôn. Vâng. Rồi. Cùng 3 cơn bão là chả còn chỗ đi mà đi nữa. 3 cơn bão là cần chẳng chỗ đi. Vài cơn là không có chỗ đi. Là phải di chuyển ấy gì nhỉ? Vâng. Di chuyển không có chỗ di chuyển. Thôi cảm ơn anh chị nhá. Vâng. Ngày mai chắc là sẽ được nhiều hơn.